cái này nhỉ? Đây cái này. Đúng không? Giống không? Cũng hơi hơi giống ấy. Mũi à? Cao à? Mắt à? Lông mày à? Lông mày. Lông mày đã bị chê khuất. Lá liễu không? Cái gì mà lá liễu? Cái này nhé. Thôi, lông mày anh. Không, không giống. Anh giận rồi. Không, nhìn kinh lắm. Ui, mùi rất là động không? Đây này. Này á, mình thích nhìn nhìn như vào không? Đây, đây hình này. Má anh mày chéo. Ờ, đấy giống ấy. Ừ. Mũi à, cao quá. Em đắm giống đi cả ngày đấy quá. Em để làm như thế này á. Thì ai cười nhiều như là mọi người kiểu ướt tăng kiểu ui cứu tê thế. Cần kiểu làm này. Kiểu bịt mồm. Thì bà ơi. Nó không nhờ giống nhá. Mũi anh nhá. Tóc kiểu này là kiểu gì nhá. Hay cái này. Lại không. Tóc lâu rồi.